Xin kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh khi được đồng hành và gửi tới quý vị khán giả những thông tin đáng chú ý vừa diễn ra. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Điện Kremlin Bay, chuyên cơ chở Tổng thống Putin có gì đặc biệt? Ghi nhận thông tin từ VTC News, trước đây các nhà lãnh đạo Liên Xô thường công du trên các máy bay Ilyushin, AL-18 và AL-62. Từ năm 1992, Tổng thống Nga đã dùng các máy bay AL-62, Tu-154, Tu-134 và Ya-40. Kể từ năm 1996, chuyên cơ chính của Tổng thống Nga là máy bay 4 động cơ AL-96-300PU, trong đó PU là viết tắt của Pearl of Raplania, có nghĩa là trung tâm chỉ huy. AL-96 là một chiếc máy bay cỡ lớn có sải cánh 60,1m, dài 55,35m, cao 17,57m, đường kính thân 6,08m, trọng lượng cất cánh 250 tấn, thể tích 350 mét khối và có khả năng đạt tốc độ vượt quá 900 km/h, phạm vi bay thẳng vượt quá 9.000 km. AL-96 được trang bị 4 động cơ so với 2 động cơ của nước ngoài và khi 2 động cơ bị hỏng, nó vẫn có thể bay lên, xuống. Với 1 động cơ, máy bay có thể bay tới 800 km và hạ cánh an toàn. Nhìn bên ngoài, AL-96-300PU không quá khác biệt so với các sản phẩm máy bay tiêu chuẩn của Rossiya, một trong những hãng hàng không lớn nhất và lâu đời nhất của Nga và là công ty con của Aeroflot vận hành. Trên thực tế, chuyên cơ chở Tổng thống Nga này được nâng cấp có tầm hoạt động mở rộng. Trong các cuộc thử nghiệm, máy bay có thể hoàn thành quãng đường 14.800 km trong hơn 18 tiếng mà không cần tiếp thêm nhiên liệu. Nội thất trong chuyên cơ được thiết kế sang trọng theo phong cách tân cổ điển với đồ nội thất bằng da, gỗ ốc chó và đồ trang trí bằng vàng nổi bật. Bên cạnh đó, AL-96-300PU còn đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về an toàn và liên lạc cho Tổng thống Nga, nhờ đó mà nó được mệnh danh là Điện Kremlin Bay. Ông Putin ngồi trên AL-96-300PU có đầy đủ mọi thứ để điều hành đất nước, văn phòng riêng, phòng họp và hội thảo, máy tính, hệ thống liên lạc vệ tinh và các kênh liên lạc đặc biệt có thể truyền các tin nhắn được mã hóa từ mọi độ cao đến bất kỳ điểm nào trên thế giới bằng bất kỳ kênh liên lạc nào. Trong các chuyến bay, liên lạc với Bộ Quốc phòng luôn được duy trì, cũng đồng nghĩa vũ khí hạt nhân luôn trong tầm kiểm soát. Ngoài ra, AL-96-300PU còn được trang bị nhiều tiện nghi như phòng thư giãn, phòng khách, phòng tập thể dục mini, phòng ăn lớn, quầy bar và một đơn vị y tế được trang bị cho nhiều phương pháp điều trị khẩn cấp. Trên hết, AL-96-300PU sử dụng vô số tính năng an toàn để đảm bảo Tổng thống và bất kỳ vị khách nào, dù là gia đình hay các quan chức chính phủ khác, có thể đi lại và đến nơi an toàn. Nhiều lớp bảo vệ chuyên cơ khỏi các cuộc tấn công tiềm ẩn khác nhau từ trên không hoặc mặt đất. Bản thân chiếc AL-96-300PU được phủ một lớp đặc biệt trên thân để tránh gây nhiều radar. Nó cũng được trang bị hệ thống phòng không để chống lại tất cả các tên lửa nhằm vào máy bay. Các chi tiết xung quanh khả năng phòng thủ của máy bay vẫn luôn được giữ bí mật. Tuy nhiên, một biện pháp an toàn khác bên ngoài máy bay có thể dễ thấy hơn. Có nhiều bản sao chiếc chuyên cơ chở Tổng thống Nga, giống như cách các nhà lãnh đạo thế giới có những bộ ô tô giống hệt nhau khi di chuyển để che giấu thông tin. Thông thường, trước mỗi chuyến công du của ông Putin sẽ có 4 chiếc AL-96-300PU được đặt trong tình trạng sẵn sàng cất cánh nhằm che giấu thông tin cụ thể về chuyến bay mà Tổng thống và các vị khách của ông sẽ lên. Bên cạnh đó, chiếc chuyên cơ luôn đi kèm với một đội máy bay chiến đấu hộ tống di chuyển với khoảng cách đáng kể nhưng có thể nhanh chóng tiếp cận để bảo vệ chuyên cơ, sẵn sàng loại bỏ nguy hiểm bất cứ lúc nào. Hình ảnh đoàn siêu xe chở Tổng thống Putin từ sân bay Nội Bài về khách sạn Metropole Hà Nội. Theo thông tin từ báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, khoảng 2 giờ 40 phút sáng ngày 20 tháng 6, đoàn xe chở Tổng thống Nga Vladimir Putin từ sân bay Nội Bài đã về tới khách sạn Metropole Hà Nội. Nhiều tuyến phố ở nội thành Hà Nội an ninh thắt chặt, tạm cấm các phương tiện lưu thông. Các xe cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát liên tục để đảm bảo an toàn trật tự giao thông. Khoảng 2 giờ 30, đoàn xe chở Tổng thống Vladimir Putin đã di chuyển về tới đường Ngô Quyền, Hà Nội. Đội dẫn đoàn triển khai theo hình mũi tên gồm 3 xe đi trước, 4 xe đi sau. Tớp 3 xe đi trước làm nhiệm vụ mở đường, dừng các xe đi qua giao lộ, còn các xe sau sẽ khóa đuôi, không cho các phương tiện khác xâm nhập vào đoàn. Chuyến thăm của Tổng thống Vladimir Putin với các hoạt động chính gói gọn trong ngày 20 tháng 9 diễn ra trong dịp Việt Nam-Nga kỷ niệm 30 năm Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga
mọi hoạt động ra vào tại khu vực khách sạn Metropole Hà Nội hiện tại đều được kiểm soát nghiêm ngặt. Chuyên cơ chở Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hạ cánh sân bay Nội Bài, thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau thủ tục chào hỏi ngắn gọn, Tổng thống Putin cùng đoàn Nga lên xe về nơi nghỉ ở khách sạn. Lễ đón chính thức sẽ được cử hành trọng thể tại phủ chủ tịch vào trưa ngày 20 tháng 6. Theo báo chí Nga, đoàn đại biểu Nga tiếp tùng Tổng thống Putin có Ngoại trưởng Sergei Lavrov, Phó Thủ tướng Dmitry Chernyshenko cùng Bộ trưởng các Bộ Công Thương, Giao thông Vận tải, Năng lượng, Tư pháp. Ngoài ra, đoàn còn có Thứ trưởng Quốc phòng, Giám đốc Cơ quan Liên bang về Hợp tác Kỹ thuật Quân sự, Tổng Giám đốc Cơ quan Trung gian duy nhất của Nga về xuất nhập khẩu các sản phẩm, công nghệ, dịch vụ quân sự Rosovo Ronepos, Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Liên bang Nga Rosatom. Trong số này, một số thành viên đoàn đã đến Việt Nam mấy ngày trước, chẳng hạn ông Alexei Likhachev, Tổng Giám đốc Rosatom, chiều qua đã có cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ông Putin từng đến Việt Nam 4 lần, với 3 lần trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức vào các năm 2001, 2006, 2013, lần còn lại là vào năm 2017, khi ông đến Đà Nẵng để dự APEC do Việt Nam làm chủ nhà. Theo thông tấn xã Việt Nam, đêm 19 rạng sáng ngày 20 tháng 6, Tổng thống Liên bang Nga Vladimirovich Putin cùng đoàn đại biểu cấp cao Liên bang Nga đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 6, theo lời mời của Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin từng 4 lần thăm Việt Nam. Chuyến thăm lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực hiện thực hóa tuyên bố chung về tầm nhìn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đến năm 2030. Đón đoàn tại sân bay có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Nga về Hợp tác Kinh tế Thương mại và Khoa học Kỹ thuật. Tham gia đón đoàn còn có các Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Spesetsko. Đón đoàn tại sân bay có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Nga về Hợp tác Kinh tế Thương mại và Khoa học Kỹ thuật. Tham gia đón đoàn còn có các Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Vesetko. Tổng thống Liên bang Nga Vladimirovich Putin sinh ngày 7 tháng 10 năm 1952 tại thành phố Leningrad, tốt nghiệp khoa luật trường Đại học Leningrad và là tiến sĩ kinh tế. Năm 1975, ông bắt đầu làm việc tại Ủy ban An ninh Quốc gia KGB. Từ năm 1985 đến năm 1991, ông công tác tại Cộng hòa Dân chủ Đức. Từ năm 1991 đến năm 1996, ông là Chủ tịch Ủy ban Quan hệ Đối ngoại của thành phố Saint Petersburg, Phó Chủ tịch Chính phủ Saint Petersburg, rồi Phó Thị trưởng thứ nhất Saint Petersburg, phụ trách quan hệ đối ngoại của thành phố. Năm 1996, ông chuyển công tác tới Moscow, giữ chức Phó Cục trưởng Cục Tài chính Quản trị của Tổng thống Liên bang Nga. Ngày 26 tháng 3 năm 1997, ông là Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Liên bang Nga. Tháng 5 năm 1998, ông là Phó Chánh Văn phòng thứ nhất Tổng thống Liên bang Nga, phụ trách công tác địa phương. Tháng 7 năm 1998, ông là Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga, FSB, và đến tháng 5 năm 1999 là Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Tháng 8 năm 1999, ông là Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, là quyền Tổng thống Liên bang Nga vào tháng 12 năm 1999. Tháng 3 năm 2000, ông được bầu làm Tổng thống Liên bang Nga nhiệm kỳ 1. Tháng 3 năm 2004, ông được bầu làm Tổng thống Liên bang Nga nhiệm kỳ 2.
tháng 5 năm 2008 đến tháng 5 năm 2012, ông là Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga. Ông được bầu làm Tổng thống Liên bang Nga nhiệm kỳ 3 vào tháng 3 năm 2012. Tháng 3 năm 2018, ông được bầu làm Tổng thống Liên bang Nga nhiệm kỳ 4. Tháng 3 năm 2024, ông được bầu làm Tổng thống Liên bang Nga nhiệm kỳ 5. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng chúng tôi ở tất cả các khung sóng trong ngày. Và đừng quên nhấn chuông theo dõi các bản tin trên kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin kính chào và hẹn gặp lại.